thoát khỏi cái nghiệp làm người Việt Nam. Thưa, và thế vậy thì giải giải pháp làm sao? Người ta mới hỏi ông, vừa rồi mới hỏi ông tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về vấn đề Đông Dương đó, cái George Mason đó. Thế ông ấy lại trả lời, không biết là tôi sợ rằng thì là một cái cũng là giải thích một cái có thể giải thích một cái chủ quan, mà nói chuyện rằng ông ấy nói rằng thì là Việt Nam mà làm gì mà có dây mà đi, à, nói chuyện là đường lối đi dây đấy, làm sao mà đi dây được, làm cái vận hội nó tới đi dây được chứ không không có dây nó cũng đi được à. Thành ra thưa giải pháp thế nào? Thưa, tôi nghĩ rằng chính trị là kinh tế, và bây giờ mình nói chuyện rằng thì là thằng Trung Quốc là tất cả cái China Sea, thằng Tập Cận Bình là nó sang nó tắm ngay tại cái bờ biển ở miền Trung, rồi thì là dãy Trường Sơn, rồi thì là đèo Hải Vân, tất cả những cái cứ điểm đó bây giờ bán cho tàu hết rồi, vào trong khu vực đó nó nói tiếng tàu và nó không cho nghe nữa, không cho người Việt Nam vào. Thế bây giờ giải quyết cái nào? Mang quân đánh à? Bắt thằng tàu nó không là một cái thằng đế quốc à? Bắt nước Việt Nam dọn cái hình chữ S gì ra, khơi khơi ra Biển Đông à? Vậy thì theo tôi, con đường cứu rỗi là con đường để cho tất cả những tư bản ngoại quốc nó về vào Việt Nam nó đầu tư, bởi rằng đây là một cái vùng đất hứa, một cái vùng đất người ta vẫn thường nói rằng Việt Nam là một cái do Thái mới, và đây là một cái cô gái với kể cả cái hệ thống tuổi tác của người Việt Nam, kể cả cái thông minh của cái người Việt Nam, mình mới thấy rằng thì là anh nói về cái mà Silicon Valley mới ở Việt Nam, ở mọi nơi nó đều dẫn đầu cả. Thì tôi nghĩ rằng giờ này hết cái ranh giới của cái yêu nước, của cái yêu nước mà tôi nghĩ rằng đây là một cái yêu nước nhà quê đó, và tất cả mọi người đều yêu nước, nhưng mà giữa cái hòa cái hiện tại đó thì để cho toàn thế giới, để cho tất cả các công ty tài phiệt nó vào nó đầu tư tại Việt Nam thì chính nó giằng co với nhau để nó giữ nước Việt Nam dù mình, đúng chứ tại sao mà sức đâu mà mình bây giờ lập quân đội rồi mua rồi. mấy cái tàu ngầm được, ghét mua cái đó là để tượng trưng gọi là chúng tôi có đề phòng thế thôi, chứ còn Đúng rồi. nó cho lại mấy cái tàu biển với lại gì đó ăn thua gì, và tại sao lại phải tự dưng là đứng đầu để mà chống đối thằng tàu, nhìn gương thằng Philo Tân ấy, kiện thằng tàu ra Biển Đông, kiện thằng tàu ra tòa án là hay quốc tế. Thì có Rồi được thì là gì đâu. rồi không phải là có được gì đâu, nhưng mà lại biết điều là cộng tác với thằng tàu, và bây giờ nó lại không những cộng tác với thằng tàu để khai thác Biển Đông, để khai thác dầu khí. Nhìn cái gương nó, còn mấy thằng này đó là ê, Việt Nam mất nước rồi sợ thằng tàu, cái công ty Exxon này công ty gì bị đuổi ra mấy gì đó, không, để cho các công ty đó nó giữ nước dùng, bên cạnh cái mà cái gì Exxon cái gì đó, Exxon Exxon Mobil được, đây nó đi vào Dung Quất gọi là một cái nhỏ thôi, một cái thí điểm. Cái Dung Quất là bao nhiêu lần mình đòi phát triển, nhưng mà các công ty ngoại quốc mới đầu Nga rồi về cả Pháp nó cũng dọn đi, bởi vì rằng thì là nó thấy rằng thì là không có lợi ích về kinh tế. Còn nước Việt Nam nữa thì lại muốn phát triển ở Dung Quất, vì rằng đấy là cái điểm mà gọi là vùng xa vùng sâu của Việt Nam, ở giữa nước Việt Nam cần phát triển ở đây để mà rồi nó chan hòa cả cái đất nước. Thế thì cái vấn đề là nó như vậy. Thành ra bây giờ không thể nào mà ngăn cản thằng tàu
nó đổ tiền vào, nó mua tất cả những vùng của Việt Nam và nó mua tất cả những vùng ở trên thế giới nữa chứ không phải ở Việt Nam. Thành ra bây giờ dùng cái thế quốc tế là để cho các công ty nó giữ nước dùng chúng ta. Còn lúc nãy bác có nói về ngày 30 tháng 4 đó, ở đây đó thì tôi lại thấy hối hận là tôi không nhận lời của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam. Ông có nói ngày 29 tháng 3 lúc tôi lên máy bay rời phi trường International qua, tức là via cái sân bay Nội Bài, đường bay quốc tế. Ông nói chuyện khoảng chừng nửa tiếng hồ. Ông bảo nếu anh về bên Mỹ, anh đổi ý, muốn về đi Trường Sa, nói cho tôi biết. Thì vé máy bay của anh vẫn đang có ở đây. Thì tôi, tại vì với vấn đề sức khỏe, bây giờ sau khi tôi đọc những bản tin, tôi lại thấy buồn. Là mình tiếc, là tại vì bên Quảng Ninh, ở tất cả khắp nơi nữa, Hải Phòng rồi này kia, họ đều làm những cái buổi lễ rất là huy hoàng. Tại vì thường thường ở Việt Nam, cứ 5 năm họ mới tổ chức một cái ngày 30 tháng 4. Lớn. Đấy, lớn. Dạ vâng. Mà năm nay thì mình nghĩ là mới có cái năm 2015, mới cách đây 3 năm, tới 2020 thì mới có lại. Thì mà tự nhiên năm nay đó, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bắn pháo bông rồi, ở Thái Bình, ở chỗ nào nó cũng bắn, ngay cả Ninh Bình cũng bắn nữa. Mà nó có một cái lễ hội, nó giống như cái lễ hội cái Madrid của Tây Ban Nha đó. Tức là những cái cô mà nước ngoài, cô vũ nữ, vũ công, họ đi nhảy trên đường, họ mặc những cái áo lông. Việt Nam lần đầu tiên mới có. Nhưng mà bên Hải Phòng làm một cái sân khấu, bác biết không? Dài 150 mét. Một cái sân khấu dài 150 mét. Mà trong cái sân khấu của họ là rất là hoành tráng. Tức là họ chơi một cái hệ thống đèn bằng điện tử. Và cái họ bằng những cái tùy theo cái nồng độ của cái dòng nhạc nó thay đổi màu. Tôi tiếc là nếu mà không về mà không đi Trường Sa thì tôi cũng đi được mấy cái đó. Bây giờ thì ngồi nghĩ lại tiếc. Nhưng mà thôi thì nó cũng qua rồi. Thì mình nói nhiều chuyện. Thì cái chuyện mà có một cái ngày hôm nay đó, chúng tôi đã đăng rồi ngày hôm qua, cái bài của tiến sĩ Vũ Minh Giang năm nay viết rất là hay về cái vấn đề hòa giải dân tộc, đã đến lúc người Việt vượt qua chuyện thắng thua.